Chào bà con, hôm nay thảo dược xanh số 1 Zindu nam dược trần Gia sẽ đem đến cho chúng ta một trong những vị thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, hỗ trợ ổn định đường huyết rất tốt. Đây là một giải pháp tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hiện nay. Hoa thiên phấn hay còn gọi là thiên hoa phấn, qua lâu căn, cây qua lâu, dưới trời, dưới núi bởi hình dáng của cây thuốc này rất giống với hình dáng của cây thuộc họ dưa, củ giống như củ sắn, lá giống lá cây gấc hoa có màu trắng và quả đỏ to bằng quả sưa gang. Khu vực phân bố ở nước ta thiên hoa phấn thường phân bố ở một số tỉnh miền núi phía bắc như cao bằng, lạng sơn. Bộ phận dùng mỗi bộ phận của cây qua lâu đều được chế biến thành những vị thuốc quý trong đó thiên hoa phấn chính là dễ cây thái mỏng phơi khô qua lâu bì là quả và vỏ phơi khô qua lâu nhân là nhân của hạt cây phơi khô. Cách chế biến và thu hái muốn thu hái để chế biến thành vị thuốc hoa thiên phấn. Khi tới mùa, cây ra hoa vào tháng 3 hàng năm, người ta cắt hết hoa không cho cây ra hoa. Kết quả nên do vậy dễ cây sẽ to, mập và nhiều bột hơn. Vào mùa thu và mùa đông, người ta bắt đầu đào củ về rửa sạch, thái mỏng với khô để làm thuốc. Thành phần hóa học Các nhà nghiên cứu nhận thấy trong rễ cây có rất nhiều tinh bột. Viện y học Bắc Kinh đã tìm thấy trong thiên hoa phấn thấy có chừng 1% chất aponozid, một hoạt chất rất tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Công dụng của thiên hoa phấn Theo y học cổ truyền, thiên hoa phấn có vị ngọt, chua, tính hàn vào ba kinh phế, vị và đại tràng, có tác dụng sinh tân dịch, trị khát, giáng hỏa, nhuận táo, bài trừ tiêu thủng. Thiên hoa phấn được sử dụng để điều trị một số bệnh sau. Tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường tác dụng tăng cường bồi bổ sức khỏe, tác dụng điều trị chứng táo bón, tác dụng mát gan giải độc cơ thể. Đối tượng sử dụng: người bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường, đường huyết cao, người mới ốm dậy, người gầy yếu, miệng khô, hơi ngắn, da vàng, người bị táo bón. Cách dùng và liều dùng: 1. Dùng làm thuốc điều trị tiểu đường: Thiên hoa phấn 12g, Hoài sơn 15g, Thạch hộc 12g đem tán thành bột mà uống hoặc sắc với 1,2 lít nước sắc cạn còn 400ml chia 3 lần uống trong ngày. Đây là giải pháp người xưa dùng để điều trị bệnh đái tháo đường cực kỳ hiệu quả. Biểu hiện khát nước uống nhiều mà vẫn nóng ruột, thèm ăn, ăn nhiều mà người vẫn gầy. 2. Dùng làm thuốc tăng cường sức khỏe, điều trị vàng da. Thiên hoa phấn 15g, qua lâu nhân 15g, sắc với 1 lít nước, đun tới khi còn cạn còn 300 ml, chia 3 lần uống trong ngày. Dùng để điều trị bệnh táo bón, thiên hoa phấn 15g, sắc nước uống trong ngày, uống sau bữa ăn 30 phút. Lưu ý khi sử dụng, phụ nữ mang thai không nên dùng thiên hoa phấn. Một thiên hoa phấn ở đâu, địa chỉ nào bán thiên hoa phấn? Thiên hoa phấn là một sản phẩm mà chúng tôi đang cung cấp, sản phẩm được thái miếng mỏng, phơi khô, rất sạch sẽ và bảo đảm an toàn khi sử dụng để làm thuốc. Quý bà con, đặc biệt là các bệnh nhân tiểu đường có nhu cầu mua vị thuốc trên, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0839 363 777 để được tư vấn 24 trên 24 và đặt mua với giá tốt nhất. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Xanh số 1 Zindu Nam Dược Trần Gia. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy chia sẻ thông tin này đến bạn bè và người thân của mình đừng biết nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Zindu Nam Dược Trần Gia xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1sinhu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại: 0839363777.